Cái ông nhận ra cái bộ khuôn tập vẽ này hay ghê chị. Mình chỉ cần đồ theo mình rồi xong mình tập vẽ bên trong là coi như là nó ra được những cái bức hình đẹp như thế này luôn đó chị ơi. Hay hay là cho chị mượn cái bộ này đi, tại vì biết khuôn vẽ xấu lắm. Vậy hả? Ừ. Ok ok, chị mình lấy đi. Rồi. Cho cái khuôn tập vẽ này. Quay trở lại bên channel của Cải nha. Ngày hôm nay thì của Cải sẽ review cho các bạn xem một cái bộ khuôn tập vẽ dành cho những cái bạn nào mà không có khả năng hội họa hay là vẽ xấu này. Đây, đây chính là cái bộ khuôn tập vẽ nha các bạn. Bây giờ thì của Cải sẽ khui ra xem là bên trong nó có những cái gì nha. Và đây chính là bên trong của cái bộ khuôn tập vẽ này. Đầu tiên ở đây chúng ta có thể thấy có hai cái tờ giấy này. Tờ giấy thứ nhất thì có lẽ đây là hướng dẫn nha các bạn. Cái này là những cái hình khuôn vẽ này. Và khi mà chúng ta vẽ xong thì bên trong nó hướng dẫn chúng ta sẽ vẽ như thế nào, những cái chi tiết bên trong như thế nào này. Rồi, có rất là nhiều luôn nha. Nó rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo là một quyển này, chắc là quyển tập vẽ này các bạn. Ở đây có rất là nhiều những cái tờ giấy trắng như thế này để cho chúng ta có thể vẽ cái khuôn vào và chúng ta sẽ vẽ theo những cái họa tiết ở đây nha. Bên trong thì chúng ta còn có rất là nhiều cái bộ khuôn như thế này. Và nó được làm hoàn toàn bằng gỗ nha. Và mỗi cái khuôn như thế này thì sẽ có lõi bên trong và cái vỏ bên ngoài nha các bạn. Và chúng ta chỉ cần tháo cái lõi bên trong như thế này ra là chúng ta sẽ có thể đồ theo được theo cái đường nét như thế này. Và cũng có thể đồ theo cái khuôn ở bên ngoài như thế này cũng được nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem ở bên trong này còn có một cái bộ bút màu rất là đẹp luôn này. Bên trong này còn có một cái bút chì và một cái gọt bút chì này. Bây giờ mình sẽ thử lấy ra một vài cái khuôn và mình sẽ vẽ thử cho các bạn cùng xem nha. Vì cuốn tập này hơi nhỏ cho nên là mình sẽ vẽ ra một cái tờ giấy A4 to như thế này để cho các bạn cùng xem nha. Đầu tiên thì mình sẽ gọt nhẹ cái bút chì này để cho cái đầu nó nhọn hơn một xíu nha các bạn. Ok, và các bạn nhìn này, ở đây có hai cái hình đèn ngủ giống y chang nhau luôn này. Đó. Và với những cái nét vẽ mà đứt đoạn hay là bị thừa ra như thế này chúng ta có thể sửa lại sau nha. Ok, tiếp theo thì mình sẽ vẽ hình chú gấu con này nha. Hình bông tuyết này khá là phức tạp các bạn, tại vì có rất là nhiều cái cạnh nhỏ khác nhau luôn này. Và trong lúc mà vẽ như thế này các bạn phải giữ cái khuôn này thật là chặt nha, bởi vì nếu mà nó bị xê xích một tí thôi là chúng ta có thể bị lệch mất cả cái hình vẽ đó các bạn ơi. Hình như là với cái nét vẽ ở bên ngoài này thì nó cái hình vẽ nó to hơn này các bạn ơi. Còn với cái khuôn này thì cái hình vẽ nó nhỏ hơn này. Đó. Rồi, tiếp theo là chú gà trống nha.
Ok, như vậy là bốn hình vẽ của mình đã hoàn thành rồi này. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sửa và trang trí cho cái hình vẽ này thật là đẹp nha. Đây, ở đây thì mình đã có sẵn mẫu rồi. Đây là hình bông tuyết này. Ồ, cái hình bông tuyết này thì chỉ cần tô màu vào thôi. Còn cái hình con gà trống này, các bạn nhìn này, rất là sặc sỡ luôn. Và con gà trống này có rất là nhiều màu này. Tùy cho các bạn muốn tô trang điểm như thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế nha. Rồi, để xem là cái hình con gấu ở đâu nhỉ. Đây, con gấu đây các bạn ơi. Mình sẽ vẽ con gấu như thế này luôn nha. À, tiếp theo là cái đèn ngủ đâu nhỉ? Cây đèn ngủ đây, cây đèn ngủ đây các bạn ơi, rất là đẹp luôn này. Tí nữa thì mình sẽ vẽ theo y chang như thế này cho các bạn cùng xem nha. A few moments later. Như vậy là mình đã tô xong rồi này các bạn ơi. Ở đây thì có hình bông tuyết này, hình con gấu này, con gà và một cái đèn ngủ nha. Các bạn nhìn thấy có đẹp không? Đó, và ở đây là cái hình đã vẽ tô màu này, còn đây chính là cái hình gốc sẵn nha các bạn. Đó, ở đây chính là những cái hình gốc sẵn này, còn đây là những cái hình mình trang trí ra. Thú thật với các bạn là mình cũng không phải là một người giỏi hội họa cho lắm, nhưng mà sau khi mình sử dụng cái khuôn mẫu tập vẽ như thế này thì mình đã vẽ ra được những cái bức hình khá là đẹp mắt phải không này. À, và nếu như các bạn cũng giống như mình đó là kém về cái khả năng hội họa thì các bạn có thể là thử mua cái bộ khuôn tập vẽ này về và hãy thử tập vẽ xem sao nha. Bởi vì mình thấy cái bộ khuôn tập vẽ này sẽ nâng cao cái khả năng vẽ của các bạn lên rất là nhiều luôn các bạn ạ. Chị Nhi ơi. Ơi. Em mới vẽ bức tranh này chị thấy đẹp không? Ui chú cha, đẹp lắm. Đó. Ủa, hồi xưa chị thấy em vẽ xấu lắm mà, sao nay em vẽ đẹp vậy? Đấy, tất cả là có bí quyết hết. Bộ khuôn tập vẽ này chị ơi. Đẹp. Lần trước hả, chị thấy em vẽ xấu ơi là xấu, mà lần này là có tiến bộ, có tiến bộ. Các bạn ơi, sự thật là củ cải nhà mình á, vẽ rất là xấu luôn, nhưng mà sau khi mà sử dụng qua cái bộ khuôn tập vẽ này á, là tô được những bức hình rất là đẹp luôn nha. Công nhận là cái bộ khuôn tập vẽ này hay ghê nhỉ. Mình chỉ cần đồ theo mình rồi xong mình tập vẽ bên trong là coi như là nó ra được những cái bức hình đẹp như thế này luôn đó chị ơi. Đây, hay là cho chị mượn cái bộ này đi, tại vì biết khuôn vẽ xấu lắm. Vậy hả? Ok, chị mình lấy đi. Rồi. Cho mẹ khuôn tập vẽ này. Và đến đây thì cái video của mình khá là dài rồi, cho nên là mình sẽ kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Còn bây giờ thì bye bye.